Hello, Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel của Lộc và Loan để theo dõi những tin tức vlog cũng như giải trí. Ngày hôm nay là ngày thứ tư, ngày 17 tháng 3 năm 2021. Xin kính chúc quý vị luôn luôn thật nhiều sức khỏe. Kính thưa quý vị, tính tới ngày 16 tháng 3 thì có 10 nước tiêm chủng vaccine COVID-19 cao nhất thế giới, là đứng đầu hiện tại là Israel. Israel đã tiêm chủng được gần 60% dân số của đất nước này, thưa quý vị. Wow. Đứng thứ nhì là khối Liên minh châu Âu 35,19%. Ở đất nước Anh thì cũng đã chích được 34,89%. Ở Chile thì chích được 25,16%. Mỹ đứng thứ 5, chích được 20,87% dân số. Bahrain chích được 19,81%. Serbia thì đã chích được 18% dân số. Đất nước Malta 17,84%. Barbados 17,74%. Và Hungary là 13,82%. Đó là 10 đất nước đã tiêm chủng vaccine nhanh nhất so với toàn thế giới cho đến ngày hôm qua, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, quản trị viên Robert Fenton của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang FEMA cho biết, cơ quan này đang bắt đầu quy trình hoàn trả chi phí tang lễ cho các gia đình có người đã chết do COVID-19. Cái số tiền được phân bổ này là do cái đạo luật chiếm đoạt bổ sung cứu trợ và ứng phó với coronavirus năm 2021 đã được cựu Tổng thống Donald Trump ký thành luật vào hồi tháng 12 năm 2020. FEMA cho biết sẽ sớm có số điện thoại để mà chúng ta gọi đến để mà liên lạc. Thì FEMA họ tuyên bố rằng đại dịch COVID-19 đã mang đến nỗi đau thương khôn nguôi cho nhiều gia đình. Tại FEMA, sứ mệnh của chúng tôi là giúp đỡ mọi người trước, trong và sau thảm họa. Chúng tôi nỗ lực hết mình để giúp giảm bớt một số căng thẳng và gánh nặng tài chính do virus gây ra. Vào tháng 4, FEMA đã thực hiện một chương trình hỗ trợ tang lễ cho sự trợ giúp này, hướng dẫn bổ sung đang được hoàn thiện. Trong khi đó, những người có chi phí tang lễ COVID-19 được khuyến khích lưu giữ và thu thập tài liệu. Những người đã bị qua đời do cái căn bệnh COVID-19 mà họ đã tự bỏ ra chi phí để mà tang lễ thì bây giờ nhà nước sẽ trả cái tiền đó lại. Chúng ta có người nhà mà qua đời vì cái căn bệnh COVID-19 này trong cái năm 2020 á quý vị, thì chúng ta giữ lại những cái tờ chi phí, những cái hóa đơn để mà khi họ ra cái số điện thoại thì chúng ta có thể liên lạc và chúng ta trình cho họ xem để mình lấy lại được cái số tiền đó, coi như là một cái sự mà chia sẻ cái nỗi đau thương của những người đã có người thân qua đời vì cái căn bệnh này. Thưa quý vị, công ty Moderna vào ngày 15 tháng 3 đã loan báo đã tiêm một ứng viên vaccine mới cho những người đầu tiên trong giai đoạn của cuộc nghiên cứu để đánh giá xem vaccine này thế hệ tiếp theo có hiệu quả như thế nào với COVID-19. Công ty Moderna họ đang nghiên cứu một cái loại vaccine mới để mà cũng là chống lại cái căn bệnh COVID-19, quý vị. Thì cái vaccine này là mRNA-1283. Cái vaccine này đặc biệt là không cần phải lưu trữ ở trong tủ đông, chỉ cần để trong tủ lạnh mà thôi. Wow. Và cho nên sẽ rất là dễ dàng để mà phân phối đi các nước. Thì hiện tại bây giờ cái vaccine của Moderna thì đã tốt rồi và họ sản xuất thêm cái vaccine dễ cho chúng ta lưu trữ, cũng như là có thể là nó sẽ tốt hơn cái vaccine mà đã sản xuất vừa qua. Thì vaccine này họ cũng còn đang nghiên cứu là có thể họ chỉ tiêm một liều thôi, còn nếu mà bắt buộc lắm thì họ phải tiêm hai liều. Thì đây là cái giai đoạn đầu họ đang nghiên cứu, thì có lẽ trong một cái giai đoạn sớm nữa thôi chúng ta sẽ có thêm một cái vaccine mới nữa từ Moderna. Hoa Kỳ đối mặt với lượng di dân vượt biên tăng cao nhất 20 năm qua. Bộ trưởng An ninh Bộ Nội địa nói vào ngày thứ Ba, giữa lúc chính quyền Biden đang ráo riết ứng phó với những trẻ em ồ ạt tìm cách vượt biên qua biên giới Mỹ và Mexico.
Số vụ di dân từ Trung Mỹ và Mexico tìm cách vượt biên tăng đều đặn kể từ tháng 4 năm 2020 và hầu hết những người trưởng thành độc thân và các gia đình không được cho vào. Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas cho biết nghèo đói, bạo lực và tham nhũng ở Mexico và vùng tam giác phương Bắc Guatemala, Honduras và El Salvador đã khiến người dân bỏ nước ra đi tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn ở Mỹ trong nhiều năm qua. Và trước đây đã từng có những đợt tăng vọt di dân. Tình hình ở những nơi này tiếp tục xấu đi và hai cơn bão gần đây khiến điều kiện sống trở nên tồi tệ, trong khi đại dịch virus corona làm phức tạp tình hình biên giới, ông Mayorkas nói trong một phát biểu. Số lượng di dân ở biên giới phía Tây Nam sắp sửa đạt mức cao nhất trong 20 năm qua. Cảnh sát biên phòng thực hiện 100.441 vụ bắt giữ hoặc trục xuất di dân tại biên giới với Mexico vào tháng 2. Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ cho biết vào tuần trước, đây là tổng số hàng tháng cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng biên giới năm 2019. Người trưởng thành độc thân chiếm phần lớn trong số những người bị trục xuất. Ông Mayorkas nói, trẻ em đi một mình, một số em chỉ mới 6 tuổi được cho phép vào Mỹ. Gần 4.300 trẻ em không có người đi kèm đã bị nhân viên tuần tra biên giới giữ lại tính cho đến ngày Chủ nhật. Reuters dẫn lời một quan chức của cơ quan này cho biết, với điều kiện ẩn danh, theo luật, những trẻ em này phải được chuyển ra khỏi các cơ sở câu lưu của Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới tới các nơi tạm trú do Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh điều hành trong 72 giờ. Đây là một vụ khủng hoảng vì số lượng di dân tăng vọt gợi nhớ tới cuộc khủng hoảng năm 2019. Nhưng tình hình năm nay đặc biệt đáng lo ngại vì đa số di dân hiện đang bị câu lưu là trẻ em. Vào thời điểm 2019, chúng ta thấy có nhiều trẻ em đi cùng cha mẹ, nhưng mà bây giờ theo những thống kê được thì 3.000 trẻ em không có cha mẹ nào cả. Trẻ em thì không biết gì cả, và trước đây khi trẻ em bị nhốt trong những trại như vậy và thiếu đầy đủ tiện nghi, có rất nhiều em qua đời và bị thất lạc. Những người di cư dưới 18 tuổi được phép ở lại Mỹ, trong khi chính phủ quyết định xem họ có yêu cầu xin cư trú hợp pháp hay không, theo luật bảo hộ tị nạn hoặc vì một số lý do khác. Ông Mayorkas nói rằng 80% trẻ em hầu hết đến từ ba quốc gia tam giác phương Bắc của Trung Mỹ có họ hàng ở Mỹ và 40% có cha hoặc mẹ. Vào cái năm 2019 đó thì họ nhập cư lậu cả gia đình, quý vị. Thì cái lúc đó thì chính quyền không cho những cái người lớn vô, phải chặn người lớn lại, nhưng mà nếu mà những trẻ em mà muốn vô thì trẻ em vẫn vô được và phải được quản lý trong một cái khu vực. Thì lúc đó chính quyền chưa có cho phép nhập cư lậu mà được đi ra vô thoải mái giống như bây giờ. Thì sau cái kinh nghiệm của năm 2019 thì cái năm nay một cái cuộc khủng hoảng nó xảy ra là họ không có đi cùng với con họ mà họ đẩy con họ vào, vì họ biết chắc chắn 100% là Mỹ phải giữ những trẻ em đó và phải lo cho những trẻ em đó khi mà những trẻ em đó nhập cư vào Mỹ. Rồi từ từ các em đó cũng sẽ thành những người nhập cư hợp pháp và có thể bảo lãnh cha mẹ, gia đình của mình. Mà Lộc nghĩ, theo Lộc nghĩ thôi, Lộc với Lộc nghĩ là nếu mà cái sắc luật này mà vẫn còn giữ thì cái con số mà trẻ em nó sẽ tăng vọt lên rất là nhiều. Chắc chắn rồi. Tại vì cứ hễ đến là và được vô 100%, đến là được vô. Thì tại sao không đến? Nhất là những cái trẻ em mà từ khoảng từ 13 tuổi cho đến 18 tuổi thì có thể tự lập được rồi. Quá dễ dàng. Cho nên là mình thấy cái vấn đề này đúng là một cái sự khủng hoảng ở biên giới. Mà không biết bây giờ sắp tới là chính quyền giải quyết như thế nào. Mà cái sắc lệnh này thấy nó có nhiều mâu thuẫn quá nhiều. Khi mà đưa ra thì cho phép những người cư dân bất hợp pháp vào Mỹ dưới 18 tuổi. Nhưng mà không có nói là những cái người đó này sẽ được đi đâu và về đâu và được chăm sóc như thế nào. Nói là gọi là giống như nhân đạo mà mình thấy có một phần nào đó không đúng như vậy. Thưa quý vị, lý do mà Ấn Độ hào phóng đối với các nước khác là gửi hàng chục triệu liều vaccine COVID cho 60 quốc gia, trong khi mà hợp tác toàn cầu trong việc chia sẻ vaccine còn hạn chế đó, thì Ấn Độ đã thực hiện một con đường khác, âm thầm theo đuổi ngoại giao vaccine.
Chúng ta cũng biết là Ấn Độ là một cái đất nước mà rất là giỏi về vấn đề mà sản xuất vaccine. Ấn Độ là cái nước sản xuất khoảng 70% vaccine cho toàn thế giới, tất cả các loại vaccine, thưa quý vị. Thì trong cái thời gian vừa qua, thì trong khi mà cái hãng vaccine mà AstraZeneca với lại Oxford họ chỉ mới vừa bắt đầu thử nghiệm thôi, thì Ấn Độ họ đã đưa vào sản xuất. Họ đưa vào sản xuất những cái loại vaccine đó và họ dự trữ, họ để đó và chờ đến khi cái vaccine này được chuẩn thuận là họ sẽ bắt đầu họ bung ra toàn thế giới, thưa quý vị. Giống như mà cái lúc mà đang cần thuốc ký ninh để mà chữa trị cho cái bệnh COVID đó quý vị, thì Ấn Độ cũng đã cung cấp cho 100 quốc gia những cái thuốc ký ninh này để mà họ chữa bệnh cho người dân, cũng như là thuốc paracetamol. Thì vào cái giai đoạn bây giờ thì Ấn Độ họ bắt đầu họ phân phát cái vaccine đi nhiều đất nước ở trên thế giới. Thì từ cái lúc ban đầu thì giám đốc của Viện Huyết thanh Ấn Độ là SII thuộc sở hữu tư nhân đã táo bạo sản xuất cái vaccine của AstraZeneca và chờ đợi đến khi mà được xét duyệt là họ sẽ bung ra, thưa quý vị. Và đến bây giờ thì cái vaccine đó đã được chuẩn thuận và họ đã có hàng triệu triệu liều vaccine có sẵn vừa lúc được chuẩn thuận luôn. Họ đưa đến những cái nước láng giềng cũng như là Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka, Maldives, Myanmar, Nepal và xa hơn nữa là Seychelles, Campuchia, Mông Cổ cũng như là các nước vùng Caribe và Châu Phi, cũng giống như là Trung Quốc. Thì họ phân phối cái vaccine đó để mà tìm kiếm những cái sự đồng minh, những cái sự hỗ trợ cùng với nhau. Nhưng mà Ấn Độ thì mình thấy là thuốc của họ rất là tốt. Thuốc của họ là từ xưa tới giờ là không có thua gì so với những nước khác hết. Và cái sự mà ngoại giao vaccine của họ là để bảo vệ cho đất nước cũng như là kêu gọi đồng minh ủng hộ cho họ để mà chống lại Trung Quốc. Bởi vì nếu mà Trung Quốc mà họ ngoại giao vaccine á, với cái mưu đồ á, là chiếm lĩnh và bành trướng, thì Ấn Độ họ muốn giành cái quyền đó để mà giảm bớt cái sự mà bành trướng của Trung Quốc. Chẳng hạn như là Trung Quốc công bố là sẽ cung cấp cho Myanmar 300.000 liều vaccine, nhưng mà khi mà Trung Quốc chưa kịp giao hàng thì Ấn Độ đã chuyển 1,7 triệu liều cho bên Myanmar để mà tiêm chủng cho người dân. Coi như là đi đón đầu ha, coi như là đi trước đó, Là bởi vì vaccine họ đã sẵn, họ bỏ trước ra rồi, cả tỷ đô la đúng mà rồi. để mà họ sản xuất, và cái đó là một cái sự rất là may rủi. Cái công ty này Giống như đánh phải bạc, nói là đánh bạc vậy đó. rất là may rủi mà cái vaccine này nó được chuẩn thuận thì là họ bung ra liền. Ngoài cái sự cung cấp cho những cái nước kém phát triển, những cái nước nghèo, thì vaccine của họ cũng đưa qua những cái nước phát triển, giống như là Anh đã đặt hàng 10 triệu liều từ SII, và Thủ tướng Canada là ông Justin Trudeau cũng đã gọi điện thoại cho Thủ tướng Ấn Độ để yêu cầu mua 2 triệu liều vaccine của AstraZeneca mà sản xuất từ đất nước này, thưa quý vị. Và chỉ sau vài ngày thôi là nửa triệu liều vaccine đã tới Canada, thì có nghĩa là họ đã làm trước đó lâu rồi, thì bây giờ họ chỉ cần gửi chân chuyển thôi, cũng rất là Trong giỏi. trong khi cái tình hình của hãng Pfizer cũng như là hãng Moderna thì khi mà chuẩn thuận rồi họ Họ mới mới bắt sản đầu xuất. họ đưa ra họ họ sản xuất cái số lượng lớn. Lúc trước thì họ chỉ dám sản xuất một cái lượng nhỏ thôi, là tại vì họ cũng chưa biết là sẽ như thế nào. Thì khi chuẩn thuận rồi họ mới sản xuất một số lượng lớn, cho nên khi mà họ cung cấp vaccine với những cái hợp đồng đã ký của những nước khác thì họ bị chậm đi. Cái sự cung cấp và sản xuất của họ bị chậm đi, không bằng so với lại bên Ấn Độ. Cho nên quý vị cũng thấy là cái AstraZeneca vừa được chuẩn thuận mà rất là nhiều nơi đã chích cái vaccine đó. Toàn bộ khối châu Âu phần lớn là sử dụng vaccine của AstraZeneca. Thưa quý vị, Mỹ ra thông báo mới về Triều Tiên, lo ngại là thành công đáng báo động, Bình Nhưỡng sắp có biến. Tướng Van Hark, chỉ huy Bộ Tư lệnh phương Bắc của Mỹ là NORTHCOM, kiêm chỉ huy Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ NORAD, đề cập trong một văn bản điều trần gửi tới Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ. Vị tướng Mỹ này cho rằng là Triều Tiên đã đạt được thành công đáng báo động trong nhiệm vụ chứng minh khả năng đe dọa lãnh thổ của Mỹ bằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM
trang bị hạt nhân và tin rằng những vũ khí như vậy là cần thiết để ngăn chặn hành động quân sự của Mỹ và đảm bảo sự tồn tại cho Bình Nhưỡng. Ngoài ra, ông Van Herk lưu ý Triều Tiên có thể tiếp tục thử nghiệm tên lửa tầm xa để kiểm tra khả năng của ICBM mới được công bố, đồng thời cho rằng bất chấp những nỗ lực của Mỹ vào năm 2020 nhằm đạt được thỏa thuận với nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Triều Tiên vẫn tiếp tục phát triển các ICBM có khả năng tấn công những mục tiêu ở Mỹ. Theo ông thì điều đó đặt ra các mối đe dọa ngày càng tăng đối với Mỹ. Vì vậy, North Korea vẫn cam kết tối đa hóa khả năng và năng lực của các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ. Trong khi đó, cùng ngày họp tại Nhật Bản, thì Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington đang xem xét nhiều biện pháp để giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên, trong đó gồm các biện pháp sức ép và các con đường ngoại giao. Trong quá trình xem xét lại chính sách hiện có, ông Blinken nêu rõ, chúng tôi xem xét những biện pháp sức ép bổ sung có hiệu quả hay không, liệu các con đường ngoại giao có hợp lý hay không, tất cả chúng hiện đang được xem xét lại. CNN dẫn một nguồn tin cho biết, tình báo Mỹ đã đánh giá rằng Triều Tiên có thể đang chuẩn bị tiến hành vụ thử nghiệm vũ khí đầu tiên kể từ khi Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền hồi tháng 1 năm 2021. CNN đăng tải thông tin trên sau khi bà Kim Yo-jong, em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, chỉ trích các cuộc tập trận Mỹ-Hàn và cáo buộc Mỹ muốn gieo rắc mùi thuốc súng trên khắp đại dương. Có nghĩa là một cái nguồn tin cho biết là họ đã bắt đầu sản xuất lại những cái hạt nhân, họ thử nghiệm lại quý vị. Kể từ năm 2017 thì Triều Tiên họ đã ngưng, họ không có thử nghiệm những cái ICBM này nữa. Hay là những cái thiết bị hạt nhân nữa. Nhưng mà kể từ lúc mà ông Joe Biden lên nắm quyền thì họ tiếp tục họ sản xuất, không biết họ có cái mưu đồ gì đây. Thì bởi vậy bữa trước bà đứng lên bà nói với những cái từ rất là đanh thép mà không coi Mỹ ra gì hết. Là có lẽ là nó đã thử nghiệm được cái hạt nhân của nó rồi. Cái đất nước này nó cũng ghê gớm quá, nó đóng cửa lại, nó làm những cái gì mà rất là khó mà có thể biết được họ làm gì ở trong đó. Nước nhỏ mà mình cũng gan dữ ha. Nhỏ mà có vỏ. Thì ở đất nước, những người dân ở đất nước Bắc Hàn này quý vị, thì nói cái bà em của Kim Jong-un là người đàn bà thép của đất nước Triều Tiên. Thưa quý vị, Liên Hiệp Quốc cảnh báo bất ổn lương thực ở Myanmar. Cơ quan lương thực của Liên Hiệp Quốc cảnh báo giá thực phẩm và nhiên liệu tăng rất cao ở Myanmar sau cuộc đảo chính có thể ảnh hưởng đến các gia đình nghèo khó. Chương trình Lương thực Thế giới WFP hôm 16 tháng 3 cho biết giá lương thực tăng hơn 20% ở một số khu vực quanh thành phố Yangon kể từ đầu tháng 2, trong khi giá gạo cũng tăng khoảng 4% ở Yangon và Mandalay vào cuối tháng. Theo WFP thì một số khu vực ở bang Kachin phía Bắc giá gạo tăng tới 35%, trong khi giá dầu ăn, giá ngũ cốc tăng rất là cao ở một số khu vực trong bang Rakhine ở phía Tây. Chi phí nhiên liệu ở Myanmar cũng tăng 15% cả nước kể từ ngày 1 tháng 2, từ khi mà nổ ra cuộc đảo chính thưa quý vị. Bây giờ thì họ rất là lo ngại là cái giá nó sẽ còn tăng và tăng nhiều hơn nữa. Cái tình trạng này thì đã làm tê liệt hết tất cả những ngân hàng, những cái giao dịch về tiền bạc, rồi hạn chế khả năng cung cấp tiền mặt, cho nên mọi thứ bây giờ nó càng tăng cao. Và cái sự mà ảnh hưởng mà nặng nề nhất và khổ nhất là những người dân thưa quý vị. Những người dân, mà nhất là những người dân nghèo nữa. Bây giờ tiền tệ, tiền bạc không có, mà đất nước chiến tranh vậy, không làm được cái gì hết, rồi không biết tiền đâu mà mua cái gì để mà ăn luôn. Mà như vậy thì có thể là xảy ra cái nạn đói quý vị. Tại vì không có tiền mà công việc thì đâu có làm đâu mà đồng tiền nó xây mà có thể mà mua thức ăn được. Nên nạn đói có thể xảy ra ở Miến Điện. Được biết là khoảng 400-500 người đã trốn ra khỏi Myanmar mà trốn qua biên giới của Ấn Độ để mà hy vọng tìm cái con đường sống. Thì trong khi nạn đói hoành hành như vậy đó, Trung Quốc đã nói là bên Miến Điện là phải bảo vệ cho những công ty của Trung Quốc thuộc quyền sở hữu của Trung Quốc nằm ở Miến Điện.
không biết đâu sức đầu người ta đứng người ta gác mà Trung Quốc nó có cung cấp tiền cho những người gác cái những cái building đó hay không. Thì họ đặt những cái công ty họ qua bên đó để mà họ kiếm lợi, mà họ cứ kiếm cái lợi của họ, thì bây giờ có việc xảy ra thì họ phải ráng họ chịu, họ lãnh lũ thôi chứ ai mà bồi thường hay là bảo vệ gì cho họ được. Đất nước người ta mà còn đang náo loạn vậy mà ai làm gì được. Thưa quý vị, công ty sản xuất phone nổi tiếng của Trung Quốc là Xiaomi đã tạm thoát khỏi danh sách đen của Mỹ. Một thẩm phán của Mỹ đã ra lệnh tạm thời đưa sản xuất smartphone nổi tiếng này ra khỏi danh sách đen của chính phủ Mỹ về cấm đầu tư. Chúng ta còn nhớ là chỉ trước 6 ngày khi mà cựu tổng thống Donald Trump kết thúc cái nhiệm kỳ tổng thống của mình á, thì chính quyền của ông đã đưa ra một cái bản mà hàng loạt những cái doanh nghiệp Trung Quốc phải trong cái danh sách đen và không được đưa lên cái thị trường cổ phiếu, cũng như là không cho những cái doanh nhân doanh nghiệp ở trong nước Mỹ làm việc chung những cái công ty này, thì trong đó có cái công ty Xiaomi. Và công ty Xiaomi này là giống như là nó hợp tác với lại chính quyền quân đội của Trung Quốc quý vị, nên ông Donald Trump lúc trước là ông bỏ hết ông những người nào mà những cái doanh nghiệp nào mà dính dáng quân đội là ông xóa liền, trong là nằm trong danh sách đen. Và hiện tại giờ thì là cái đã được xóa ra rồi. Thì được xóa trong cái danh sách đen này là do một vị thẩm phán liên bang Rudolph Contreras tại thủ đô Washington, ông ra phán quyết rằng các bộ tài chính và quốc phòng Mỹ chưa chứng minh được rằng Xiaomi có thể gây nguy hại cho các lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ. Và thẩm phán này cũng đã ra lệnh tạm thời đưa Xiaomi ra khỏi cái danh sách đen và đình chỉ lệnh cấm các nhà đầu tư Mỹ mua cổ phiếu của công ty này. Khi mà những cái công ty này mà vừa mới bị đưa vào danh sách đen là giá cổ phiếu của họ là coi như là tuột dốc, tuột một cách không phanh luôn. Thì sau một thời gian ngắn thôi thì đầu tiên đã có công ty này đã được đưa lại và rút khỏi cái danh sách đen. Rồi mình không biết sắp tới rồi từ từ rồi cứ lâu lâu đưa một cái thì vô, lâu lâu đưa một cái vô rồi mọi việc trở lại bình thường. Thì coi như là đây là một cái người tiên, một cái hãng tiên phong, thì sau khi hãng này thì chắc chắn sẽ có những hãng khác sẽ được vào thị trường cổ phiếu của Mỹ thôi. Thì họ nói là sau một cái thời gian điều tra thì họ thấy là cái công ty này không có dính dáng gì đến với cái quân đội hoặc là dính dáng gì đến cái chính quyền của bên Trung Quốc hết. Thì giống gì đó, sau khi mà điều tra thì là biết là con virus corona này không dính dáng gì đến Trung Quốc hết, giống như vậy đó. Thưa quý vị, tin Việt Nam, 4 đoàn tàu thuộc dự án Metro số 1 là từ Bến Thành cho tới Suối Tiên đã sắp được đưa về Sài Gòn để hoạt động. Được biết là trong khoảng từ tháng 4 cho đến tháng 7, nếu như mà tình hình cái dịch Covid-19 này ổn định và kiểm soát được, cái vấn đề này cũng đã bị trì trệ một thời gian là do cái bệnh dịch này thưa quý vị. Thì ông Quỳnh Hồng Thanh là phó ban quản lý đường sắt đô thị ở Sài Gòn đã cho biết là 2 đoàn tàu đầu tiên từ Nhật Bản dự tính đưa về trong tháng 4 và tháng 5, rồi 2 tháng sau sẽ có 2 đoàn tàu tiếp theo cũng được nhập về và sẽ cho chạy thử trong một thời gian thưa quý vị. Được biết vào hồi tháng 10 năm 2020 đã có một đoàn tàu đã đưa về rồi, và cái đoàn tàu đó phải nằm đó để mà chờ đợi 4 cái con tàu này thưa quý vị. Sau khi có đầy đủ 5 con tàu rồi thì mới bắt đầu chạy thử một cái đoạn ngắn từ ngã tư Bình Thái cho tới Long Bình. Và chạy một cái thời gian, nếu như mà mọi việc mà suôn sẻ hết thì sẽ cho chạy thử cái đoạn đường dài là từ ở Bến Thành cho đến Suối Tiên thưa quý vị. Tàu Metro số 1 có tất cả là 17 đoàn tàu, mỗi toa dài 61m và sẽ chở được 930 khách. Tàu thiết kế tốc độ là 110 cây số một giờ khi mà chạy ở trên cao và chạy 80 cây số một giờ khi mà chạy ở dưới hầm thưa quý vị. Nhưng vì cái khoảng cách mà giữa các ga chỉ cách nhau có hơn một cây số thôi, cho nên khi mà áp dụng chạy cái đoàn tàu này thì chỉ chạy 40 cây số cho một giờ. Tàu Metro số 1 tổng mức đầu tư là 43,7 tỷ đồng và cái đoạn đường này dài gần 20 cây số với 3 ga ngầm và 13 ga nằm ở trên cao. Đây là dự án metro đầu tiên tại Sài Gòn, hiện nay đã đạt được khoảng 83% và kế hoạch này sẽ dự tính sẽ áp dụng đưa vào khai thác năm 2022.
Vui ha. Mình thấy Việt Nam mình khi mình lọc với lon đi về đó, nhiều khi mình thấy nó lạ quá đi. Nó phát triển một cách bất ngờ. Nhiều khi mình nhìn cái đường đó mình nói, ủa sao đường này mình không biết đường này đường gì. Mình cái đường cũ rồi vậy, nhưng mà hiện tại giờ nhà cửa xây dựng lên rất là đẹp, và mình cũng rất là mừng là Việt Nam đã cũng phát triển rất là nhiều. Thì những cái đoàn tàu này phát triển như vậy thì được những cái người mà thu nhập thấp thì họ không có cái xe cộ di chuyển khó khăn, với lại cái tai nạn giao thông trên cái đoạn xa lộ nó quá nhiều quý vị. Nếu như mà giảm bớt được những cái xe gắn máy, xe đạp chạy ở trên cái đường chung với lại những cái chiếc xe bốn bánh, xe tải, thì tai nạn giao thông nó sẽ giảm bớt. Thì mình thấy những cái con tàu này khi mà phát triển ra được như vậy thì cũng rất là mừng cho người dân Việt Nam. Những người mà đi làm trên những cái đoạn đường đó, đó thì đi như vậy nó yên tâm hơn nhiều. Các nước phát triển cũng vậy quý vị, chẳng hạn như Singapore, Thái Lan, họ cho người dân họ tập trung một chỗ và đi xe tàu điện ngầm đi cho tới chỗ đi làm, và họ chỉ cần họ bước xuống họ làm thôi. Làm xong buổi chiều họ leo lên và họ đi về, họ lấy xe họ đi chạy về. Cái giao thông nó không có bị traffic nữa, nó không có bị kẹt xe nữa, không ùn tắc nữa. Chính cả bên Mỹ cũng vậy, nếu mà từ đây mình lên Los rồi, những cái nó có những trạm xe bus, xe điện ngầm, người ta leo lên trển người ta đi làm, rồi buổi chiều người ta leo xuống, coi như là nó giảm rất là nhiều cho cái tình trạng ùn tắc giao thông, quý vị. Nghe gì vui ha. Tin vui cho Việt Nam. Bây giờ trước khi chờ đợi cái đoàn tàu nó chạy thì Lộc kể chuyện cho nó vui trước đi. Chắc chắn là Lộc kể chuyện không có vui bằng cái đoàn tàu này đâu. Nhưng mà kể cứ gửi đến quý vị một chút xíu nào đó, một niềm vui nho nhỏ quý vị ha. Thì có hai người bạn thân, một người bạn thì rủ một người bạn kia đến một quán nhậu và vừa uống vừa tâm sự. Vô mày ơi, vô, hai đứa cùng nhau. Buồn quá mày ơi, con vợ tao nó ngoại tình, nó hẹn hò với trai vô khách sạn, nhưng mà tao bất lực, tao không có làm gì được hết á. Cái bạn nghe nói vậy cái nó mới hỏi, ồ vậy hả, vậy mày có muốn tao giúp gì mày không? Cái anh này anh nghe vậy nó, ây mừng quá, trời ơi vô mừng quá mày ơi, tối mai tao chở mày tới khách sạn, mày đứng nó ngoài mày chờ nó mà đi ra đó, mày nắm đầu mày đánh cho nó như tử cho tao, chứ tao không dám đánh nữa. Mày nhớ mặt vợ tao đúng không? Cái anh này mới trả lời, vợ mày á, vợ mày lạ gì với tao đâu. Thì chính vì ngày hôm sau anh này mới chở người bạn đó tới trước khách sạn và kêu anh này bạn á đợi trước cửa. Anh này ngồi trong xe không dám lún mặt. Thì đột nhiên một người đàn bà bước chân ra khỏi khách sạn, anh bạn này bay lên chụp đầu đánh búp 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 như tử luôn. Thì anh này mới nhìn thấy, anh này mới nói, ơ chết lộn rồi, cái cô này không phải vợ tao. Cái anh mà đang đánh nói, đúng rồi, cái này đâu phải vợ mày đâu, nhưng mà nó là vợ của tao. Chết cha. Trời mất dung về. Ủa mà sao kỳ vậy, tự nhiên ta bước chân ra khỏi khách sạn là nghi ngờ ngoại tình, lỡ nhiều khi người ta vô làm công việc hay là vô, giao dịch hay là gì là sao? Gì đó, vô tiếp thị hay gì đó. Phải nghe giải thích đồ đàng hoàng. Bia rượu rồi tiếp thị sữa. Gì sữa đi cho nội. Sữa tươi. Ghê. Nó giỡn nha quý vị. Ngày hôm nay Lộc với Lân kính gửi quý vị một số thông tin và nụ cười nhỏ nhỏ, kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Rất là cảm ơn quý vị đã cùng chia sẻ những cái video của Lân và Lộc. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại vào chiều nay.